Hiện tại thì giờ mình đang có mặt ở gian hàng Hobbyversal. Thì hiện tại bây giờ các gian hàng bên đây là chủ yếu kinh doanh các mặt hàng của bên PubMart nha mọi người. Thì mình sẽ coi các sản phẩm hôm nay. Và đồng hành với mình hôm nay là có một anh cho hỏi anh tên gì vậy? Anh có thể tự giới thiệu cho mình không? Anh tên Long. Mình chịu trách nhiệm bên Hobbyversal. Anh cho hỏi là bây giờ anh Long cứ chuẩn tiếng Anh nha, mặc dù mình không chuẩn tiếng Anh nhưng mà Long cứ chuẩn luôn. Thì hiện tại bây giờ các sản phẩm của mình hiện tại đang kinh doanh là cái gì vậy anh? Hobbyverse thật ra là đang hướng tới là những cái dòng sản phẩm rất là nhiều mặt hàng sản phẩm để cho các bạn có thể tới fan từ tuổi teen, người lớn hoặc là trẻ nhỏ đều có thể tới sưu tập hết. Thì trong Hobbyverse đó hiện tại đang có phân phối hàng của bên Pop Mạc, của bên một số các brand khác chẳng hạn như là Lamtoy, Lego Technique, Banresto, ngoài ra mình cũng có Leeds of Legend nữa. Và sắp tới đây mình sẽ mở rộng thêm một số những cái dòng sản phẩm Actoy khác nữa để cho các bạn có nhiều cơ hội để trải nghiệm những dòng sản phẩm đó hơn. Trời ơi, anh Long rất thuộc bài nha mọi người. Anh Long rất thuộc bài luôn. Thì hiện tại bây giờ em thấy có cái trứng lười ở đây nè. Trứng lười này thì anh Long có thể giới thiệu một chút xíu về cái trứng lười này, cái nguồn gốc xuất xứ, tại vì em thấy nó rất là màu sắc luôn nha anh Long. Không biết nó có xứ từ đâu vậy? Gummy The Hot Series này á, cái này á là của một artist người Thái Lan. Bóp mạng đã collab với lại một cái artist người Thái Lan này để tạo ra cái dòng series Gummy, và hiện tại đang bán khá là chạy ở thị trường khu vực châu Á của mình. Thì cứ một cái box như vậy, một cái CDU như vậy, mình sẽ có tổng cộng là 12 con. Thì trong 12 con này á, nó sẽ có một con hidden secret, một con item secret đi. Thì cái item này á, cứ 144 con mới xuất hiện một con này. Thì nếu như các bạn á, mà mua full nguyên một cái CDU vậy, thì các bạn sẽ có tổng cộng là 12 nhân vật. Không bị trùng. Không bị trùng, đúng rồi, không bị trùng. Nhưng nếu các bạn mua lẻ thì mình sẽ bị trùng, nên là đối với những các bạn nào mà muốn sưu tập mà full series á, thì thường á mình khuyên các bạn là mua nguyên một cái CDU như thế này đó, thì là các nhân vật của mình sẽ không bị trùng. Không bị trùng, nhưng mà bây giờ nãy anh nói là 140 con xuất hiện một con Hayden đúng không? Đúng rồi. Là không có nghĩa là mọi người mua 12 cái box này là sẽ có con Hayden nha mọi đúng, người. Chính xác. Tại vì nó random, nó hên xui lắm, nhiều khi bây giờ em mua cái box này tự nhiên em trúng làm sao? Đúng em rồi, nói sao? Chung là vận may của mọi người thôi, tùy vào vận may của mọi người. Cái dòng Gummy này thì là sản phẩm nó nằm ở dưới đây đúng không anh? Đúng rồi, đây là cái dòng Gummy nè. Đó. Đó, cái dòng Gummy này nó gần giống như trứng lười á anh. Em thấy nó dạng gần giống như trứng lười đúng không anh? Ừ. Bé gái ngái ngủ. Bé gái ngái ngủ nó sẽ hùng một cái series của nó luôn. Đúng rồi. Còn bên đây có phải là của Gummy không? À, không, cái này là Garfield. Garfield này á là một cái IP khá là nổi tiếng. Vì một hình chú mèo Garfield thì chắc mọi người cũng biết rồi. Thì cái này á là bóp mạc collab với lại collab với IP nổi tiếng này để tạo ra cái dòng Garfield này. Hoặc là mình cũng có cái dòng Disney này, mọi người đang thấy á, dòng Disney ở bên dưới này. Collab với Disney. Collab với Disney nó tạo ra cái series The Monster, The Monster ESC. Đúng rồi, rất là nổi. Là nhà máy của quái vật. Đúng rồi. Cái dòng của bên những cái sản phẩm này đi, thì nó thiên về cái hướng là cho những cái tuổi Gen Z chơi đúng không anh? Gen Z thật ra xu hướng á, nếu mà theo cái xu hướng bây giờ á, là người mà sưu tập chính á, nó sẽ có tầm độ tuổi tầm khoảng từ 28 cho đến 33. Nói anh, chung giống như dạng bây giờ đi, em là đàn ông con trai mà em sưu tập mấy cái này nó cute phô mai que quá như vậy thì nó có kỳ không anh? Vậy thì em sưu tập dòng bên này. Dòng nào anh? Mình cũng có Hirono nữa, tại vì á, thật ra những cái sản phẩm của bóng mạc á, nó là đa dạng. Nó là không chỉ dành cho trẻ nhỏ không chỉ dành cho tuổi teen không, mà người lớn mình cũng có thể sưu tập được. Có nghĩa là men cũng có thể sưu tập đúng không anh? Chính xác, nói chung là tùy vào sở thích của mỗi người. Ở nhiều khi em sưu tập này nhiều quá thì người ta nói em chơi búp bê thì sao? Chịu thôi chứ giờ sao ba? Anh Long rất là vui nha mọi người là tư vấn cứ chọc anh Long đi, anh Long sẽ giới hết hết. Thì bây giờ bên mình còn kinh doanh ngoài cái những cái sản phẩm này thì mình kinh doanh gì nữa anh Long? Ngoài ra trong Hobbyverse thì mình hiện tại đang có những cái dòng sản phẩm của League of Legends. League of Legends là liên minh huyền thoại. Nếu ai không đúng rồi, ai không biết thì League of Legends là liên minh huyền thoại nha. Game này bây giờ nói chung là không còn hot như ngày xưa. Nhưng mà nó vẫn còn là trend nha mọi người. Liên minh huyền thoại này hiện tại nó đang có phiên bản game online, đó là Tốc Chiến, đang được promote rất là tốt bởi Vinagame ha. Thì Liên minh huyền thoại này là mình hiện tại mới có series là dòng 8 inch thôi. 8 inch hiện tại có tổng cộng là 4 nhân vật: Wukong, Zed, Thresh và Ash. Đó thì cái sắp tới đây thì Hobbyverse sẽ tung ra những dòng sản phẩm liên minh huyền thoại giá trị cao hơn. Anh Long cho em hỏi là cái này nè,
bây giờ giống như các bạn muốn mua đi thì giá hiện tại bên mình, tại vì em nghe đang có khuyến mãi đúng không anh Long, thì giá của mình hiện tại là bao nhiêu vậy? Giá hiện tại của League of Legends đó, giá gốc của nó là sẽ là cỡ khoảng 629.000 một con. Tuy nhiên hiện tại mình đang chạy ở cái sự kiện Color Fiesta này nên sẽ được giảm 20%. Đó là sẽ còn 503.000. 503.000 nha mọi người. Bản này cũng là 503 luôn. Đúng rồi. À, có giá cho quen biết không anh Long? Mình inbox em. Mọi người nha, ai muốn ở đây quen với anh Long nha, đưa cho anh Long một ly nước và kêu anh Long cho cái giá inbox nha mọi người. À, ngoài cái sản phẩm mà Legend này đi, nãy anh nói là mình có kinh doanh thêm một cái mặt hàng chuẩn bị về nữa, dành cho những bạn thích cái kiểu mà metal, thích cái kiểu mà cyber hơn. À, đó là League of Legends phiên bản metal. Đó, những cái dòng đó nó sẽ cao, kích thước nó cỡ khoảng 10 inch. Tại vì tới đây nó sẽ tung ra đầu khoảng đầu tháng 4 nó sẽ tung ra. Đó thì League of Legends phiên bản 10 inch này á, nó là 100% là bằng metal, là bằng kim loại luôn. À, giá của nó cao, tầm bao nhiêu vậy? Giá sẽ tầm khoảng 1,5 triệu đổ lại. 1,5 triệu đổ lại. 1 triệu cho đến 1,5 triệu. Cái sản phẩm này coi như mình xong rồi đi, mình còn kinh doanh thêm các mặt hàng, tại vì em thấy nghĩa bên đây nhìn thấy Transformer. À, Transformer. Transformer này mình có dòng phiên bản của Transformer Studio. Transformer Trời. Studio này á là dòng phiên bản cao cấp hơn so với những cái dòng mà hiện tại mà nếu như mà mọi người coi trên thị trường á, có những cái dòng phiên bản Transformer đó là dành cho kid, thì đây là dành Transformer dành cho người lớn ha. Đồ em nói cao hơn, em nói cho Long nha, em bây giờ hiện tại giờ đây có 10 hộp Transformer người ta gửi để quay mà em còn chưa quay xong nữa. Bởi vì bây giờ em nghĩ mà các em nhìn cái hộp lại biết Transformer rồi. Hiện tại bây giờ cái sản phẩm của mình hiện tại bây giờ là giá tầm cỡ bao nhiêu vậy anh? Transformer giá ở đây tầm khoảng 1 triệu, trên 1 triệu. Tầm khoảng 1 triệu. Yeah. Cho đúng một rồi. Cái bản view như vậy. Phiên bản này anh nghĩ phiên bản này là phiên bản 8 inch này em. 8 inch. Anh Long có thể cho em biết là cái chất liệu của nó là gì được không anh Long? Thật ra thì Transformer, đối với dòng Transformer Studio này á, nó chỉ làm được cái độ detail thôi, nhưng mà thật ra chất liệu của nó vẫn là nhựa. Vẫn là nhựa. Nó tăng cái số lượng khớp lên thôi và cái khả năng biến hình của con Transformer này lên thôi. Chẳng hạn như Bumblebee ở đây nó sẽ có tổng cộng là 36 khớp để cho em có thể biến hình. Đó. Thì ngoài ra có một số dòng Transformer, dòng Metallic kết hợp với lại, nói chung là vẫn có nhựa trong đó, tại vì cái này là dòng biến hình nên mình sẽ phải sử dụng những vẫn có nhựa đó. Nhưng mà đa phần nó cũng sẽ có kim loại đúng không anh? Đúng rồi, chính xác nó sẽ kết hợp cùng với kim loại đó để tạo cho cái sản phẩm nó có mình cáp hơn. Chưa anh Long, khoan, mình thấy cái này nha, mức giá là 1,659,000, mà ở đây đang sale có 1,2 triệu nha mọi người. Cái giá hấp dẫn lắm nha, đúng không? Có sale này không anh? Đúng rồi, giá đang giảm đó, giảm 25%. Cái này mình có quay nha mọi người, ở đây mà anh Long nói lực lọng là mọi người có thể theo cái clip ra nói nha mọi người. Thì ngoài cái Transformer đi thì em thấy trên đây mình đang còn có kinh doanh thêm những cái sản phẩm này nữa. Nó anh Long có thể tự giới slide anh Long. Này là sản phẩm 100% của Đức luôn. Slide này là mô hình về animal, có những cái dạng mô hình trong tưởng tượng ra luôn, ví dụ như là phượng hoàng băng hoặc là người đá chẳng hạn. Thì ở đây á, sản phẩm này á, đảm bảo chất lượng 100% là từ Đức luôn, từ đây, Đức luôn các bạn có thể thấy nè. Đó mà hồi đó em đã có nhiều lần em nói rồi, cái sản phẩm của Đức là nó rất là chất lượng với là rất bền luôn nha anh Long. Đúng rồi. À. Mọi người cứng y như cái điện thoại Nokia vậy đó mọi người. Hàng của Đức thì mọi người yên tâm ha, về chất lượng ha, miễn bàn. Đa phần những cái sản phẩm này đi anh Long, mà dạng như con nít chơi đi, là nó có giới hạn độ tuổi không? Cái này á là chắc chắn là sẽ phải giới hạn độ tuổi rồi, tại vì cái này á là con nít nó nhỏ quá mình cũng không thể là mà chơi được, nên anh nghĩ là đâu đó tầm cỡ khoảng phải là 8 tuổi trở lên nó mới phù hợp, các bé nó mới biết được đó là những cái nhân vật này nó từ đâu ra, nó có những cái cốt truyện riêng của nó đó. Nhưng mà đa phần là các hãng nó đều có một cái gọi là cái giới hạn tuổi đúng không? Đúng, chính xác. Còn cái độ tuổi giới hạn này do hãng nó đưa ra là tầm cỡ bao nhiêu vậy? Tầm khoảng từ đối với hãng thì nó đưa ra là 5 cộng trở lên. Đúng rồi. Bây giờ lỡ con nít chơi đi, nó cỡ 3-4 tuổi thôi, nhưng mà có sự giám sát của người lớn mình có thể đưa cho nó chơi được không? Cái đó thì nếu mà có sự giám sát của bố mẹ thì không thành vấn đề, nhưng mà vẫn khuyến cáo là bố mẹ cũng không nên mua những cái sản phẩm quá tuổi so với trẻ nhỏ vậy, tại vì trẻ nhỏ chưa có thích hợp để chơi những cái dòng sản phẩm đó. Anh Long sao tự đá đến cơm mình vậy anh Long? Không, cái này thì mình share thôi. Nhưng mà bên Hobbyverse hiện tại bây giờ đang có Hobbyverse đi anh Long bắt bẻ quá. Hobbyverse đi thì có những order không anh?
Nhận order online hả em? Đúng rồi, order online. Rồi. Mình có trang web đàng hoàng đúng không? Hiện tại á, không, share với em luôn á là hiện tại Hobbyverse của mình đang sử dụng thông qua là fanpage. Sắp tới là sẽ có có fanpage của Hobbyverse, nhưng mà sắp tới thì mình sẽ build cái trang Hobbyverse online để cho mọi người có thể là truy cập dễ dàng mua hàng ở trên đó hơn, đặt hàng, và mình sẽ có một số cái chương trình khuyến mãi riêng dành cho online. Anh Long, nãy giờ thường thường là em tự khám phá thôi mà anh Long bây giờ có thể tự giới thiệu mình còn kinh doanh mặt hàng gì nữa không anh Long? Ngoài ra thì bên mình đó là còn có Lego. Lego đúng không? Mình lát mình sẽ coi bên Lego technique khác nha mọi người. Thì bây giờ bên mình đang có kinh doanh các mặt hàng gì không? Trong Hobbyverse đó nó sẽ có những cái dòng sản phẩm riêng của Lego. Ví dụ ở đây á, mình sẽ có Lego mình Technique. Bắt đầu từ đây đi. Lego Technique này á, là nó sẽ sử dụng động cơ luôn. Đó, ngoài cái việc mà mình lắp ghép ra thì nó được. Sẽ đúng rồi, nó sẽ phải có mình tích hợp cái động cơ vô và cho nó chuyển động được luôn. Mình điều khiển bằng smartphone đúng không Lộc? Thông thường á nó sẽ lắp động cơ và nó bật công tắc lên để chạy thôi. Còn cái này á, cái smartphone này á là để quay hình 3D của nó. Đó. Tùy dòng sản phẩm, có những cái dòng sản phẩm nó có thể tích hợp cái tính năng điều đúng khiển rồi, được luôn. Điều khiển bằng smartphone được luôn. Có tùy, nhưng mà những cái dòng đó hiện tại thì ở trong cái Color Fiesta này mình không có trưng bày ở đây. Hiện tại thì bây giờ bên Hobbyverse đi. Hobbyverse. Ok. Hobbyverse một cái mức giá nó giảm giá rất là khủng luôn nha mọi người. 4.999 giảm còn 3.999.000. Giảm hơn 10 lần luôn. Giảm hơn 10%. Sao 10% anh? Hơn 10%. 4.9 mà anh giảm còn 3.9 sao 10%? 20 chứ. Thì hơn 10% thì anh nói hơn 10% mà. Là đang giảm, hiện giá đang có mức giá giảm hơn 20% nha mọi người. Ngoài cái sản phẩm này thì bây giờ mình đang có sản phẩm gì nữa vậy anh? Ngoài ra mình sẽ có Lego Bonsai. Lego Bonsai cũng khá là nổi. Có thể nói là cháy hàng luôn á, Lego Bonsai. Trời ơi, giống như dạng bây giờ mà có nhiều người ta sưu tập bonsai mà mắc tiền đúng không anh? Hiện tại có một số fan đó bây giờ họ sẽ thay vì họ mua hoa thì họ sẽ sử dụng mua cái hoa của Lego như thế này nè. Đó, những cái dạng như thế này nè. Và họ sẽ về cắm và họ trưng ở trên bàn của họ hoặc là trên cái góc làm việc của họ. Đó, rất là đẹp ha. Mà mình cái này mình có thể chưng lau được luôn đó, và giá chưng lau là sao anh Long? Mình có thể chưng cái này lau nha mọi người, anh Long chia sẻ là chưng lau được nha. Lau dài. Thay vì mình phải mua hoa đi, một số người người ta đem mê hoa, người ta mua hoa đi, mà mua hoa thật đó thì mà vài ngày là người ta phải đổi rồi. Còn cái này là mình chưng lau được nha, chưng lau dài được nha. Thì hiện tại bye. Thì cái này á, hiện tại á là mình đang giảm 10% cho cái bộ này đó. Lego Boutique Flower Boutique. Rồi bây giờ mọi người á, nếu mà muốn chơi mà colorful mọi người chơi hoa nha. Còn nếu mà bây giờ muốn theo kiểu mà trầm tính á, dễ giống như mấy người lớn tuổi thì mọi người chơi bonsai thì chơi loại này. Hiện tại mức giá cũng đang giảm giá rất là tốt luôn nha mọi người. Thì hiện tại do đây là cái sự kiện nên thay hồ mọi người không giảm chút xíu nha. Đó, thì cái này là bây giờ mình còn kinh doanh cái mặt hàng Lego gì nữa anh? Ngoài ra mình sẽ có Lego. Em thấy đây có Lego trưng bày về xe nè anh Long. Cái dòng này dòng gì anh? Cái này là dòng Camaro. Camaro này chắc mọi người khá là quen trong phim Transformer rồi ha. Nó có chiếc xe là chiếc xe Camaro ha. Thì ở đây là Camaro Z28 đời 1969 ha. Khá là nổi. Ngoài ra mình cũng có thêm dòng Vespa nữa. Vespa Việt Nam mình cũng rất là thích nha. Đang được ưa chuộng khá là nhiều. Vespa nó còn nổi tiếng ở bên Thái Lan nữa đó anh. Sao em biết vậy? Trời ơi, em gì cũng biết anh. Đó, thì ngoài ra thì mình sẽ có Lego Architector 82 ha, đền 82. Đó. Nó làm về các kỳ quan của thế giới hay sao? Đúng rồi, các kỳ quan về thế giới. Đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ em chỉ thấy có một cái kỳ quan thôi, còn cái kỳ quan nào mà nó phổ biến là em biết hơn không anh? Giống như cái Tháp Eiffel hay là cái tượng gì đó. Tháp Eiffel thì mấy bạn phải ra cửa hàng Hobbyverse của mình tại Vạn Thịnh Mall và Crescent Mall nha. Rồi sẵn rồi mọi người nha. Anh Long sẽ cho luôn, anh Long cho mình cái địa chỉ luôn ở bên cái Hobbyverse để mọi người ra coi luôn nha mọi người. Hiện tại á là Hobbyverse đang mở hai cửa hàng, đã mở hai cửa hàng rồi. Một cái á là tại Crescent Mall, Crescent Mall bên quận 7, lầu 4. Mọi người có thể lên là mọi người sẽ thấy ha. Logo Hobbyverse rất là to. Và ngoài ra nữa là mình sẽ có một cái ở lầu 3 ở bên Vạn Thạnh Mall cũng mở luôn, vừa mới opening luôn, và có rất là nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn ở hai cửa hàng đó. Mọi người có thể tới tham quan, mua sắm và trải nghiệm sản phẩm. Mọi người đến Hobbyverse đi, có anh Động này tư vấn rất nhiệt tình luôn nè. Mọi người không mua anh cũng bán nữa, anh cũng nói chuyện cho mọi người nghe đúng không anh Long? Dạ. Không mua lại nghe anh nói chuyện được không? Dạ được.
cái dòng bên đây là cái dòng em thấy là nó gần gũi với tuổi thơ em nhất nè. À đúng rồi, cái dòng này á thì thiên về Galaxy Explorer này, nó thiên về chạy hơi hướng nhỏ hơn một chút xíu. Trời ơi, sao anh Long, em thấy ở đây có 18 tuổi lên vậy anh? 18 ở đây á là khuyến, cái này là trên box thôi, nhưng mà mọi người ví dụ chẳng hạn như các bé nhỏ hơn mà có thể mua được. Rồi vậy cái này là 18 cộng. Tại vì thật ra là trẻ Việt Nam của mình nó chơi những cái sản phẩm á lớn hơn so với độ tuổi của mình. Đúng đó. Rồi, thông minh lắm anh. Đúng rồi, nên là những cái dòng sản phẩm này á, ví dụ như các bạn nhỏ vẫn có thể chơi được luôn. Đó, tại vì nó sẽ có sắp hướng dẫn ở bên trong, cụ thể bên trong. Và có clip hướng dẫn ở trên YouTube luôn, các bạn có thể coi và có thể lắp ghép. Ở đó không biết sao nha, nhưng mà đó em thấy mấy cái chữ mà 18 cộng úp nè, em đi mua em phải đem chứng minh nhân dân đó anh. Đây mình có yêu cầu không? À không, tại là mình không có yêu cầu nha. Mình có một cái dòng mà em thấy nó rất là đồ sộ luôn nè anh. Nó có ai gần mến đây nữa? Infinity Saga, đúng rồi, cái này là Hell Studio. Cái này á là collab với lại bên phía của Marvel, collab với lại bên Disney để làm ra cái dòng Infinity Saga này. Thì cái phim này chắc là mọi người đã biết rồi ha. Thì cái này á là trong cái building của Doctor Strange. Đúng rồi, Doctor Chang. Doctor Strange ha. Đó thì cái bộ này bao gồm nó coi 2 4 6 8 9 nhân vật. Đúng rồi. Anh? Đúng rồi, chính xác. Ở đây mình sẽ có tổng cộng là bao gồm 8 người khách và một người chủ nè. Đúng rồi. Doctor Chen ở đây. Thì đây, cái bộ này nó có đèn không anh? Tại vì em thấy mấy cái bộ bự của Lego nó sẽ có đèn hoặc là mình có tác động. Những cái bộ đó thì hiện tại nó sẽ bự hơn cái bộ này rất là nhiều. Bộ này là chỉ có lắp ghép thôi và chưa có đèn. Bao đây gồm à, hiện tại là 3 tầng chứ. 2 tầng và 1 dợp đúng không? Đúng rồi, chính xác. 2 tầng, chưa tính tầng thượng ha. Coi như là 4 tầng đi. Đó, thì độ chi tiết rất là cao ha. Mình sẽ lắp thẳng ở bên trong này, bên trong bên nhà. Ở bên trong của cái building nó có cái gì á, mình sẽ lắp ráp được hết luôn. Bộ này đạt số lượng chi tiết là... Đâu rồi? 2.708 piece. Trời ơi, 2.708. Hồi bữa em ráp cái bộ Lego 1.000 mấy chi tiết mà em ráp. Em tính là tính em gáp có 1 tiếng mấy mà em gáp 4-5 tiếng tới tối luôn á. Đây. Rồi, thank you. Không, thank you với anh Long, mình còn kinh doanh gì nữa không anh? Trời ơi, còn nhiều hả? Hiện tại trong sự kiện này á, thì chủ yếu là chỉ có những cái sản phẩm vậy thôi. Còn nếu mà có thêm nhiều sản phẩm mà các bạn muốn biết thêm nhiều sản phẩm á, thì hãy ghé thăm cửa hàng Hobbyverse bạn Thành. Đúng rồi, đến cửa hàng Hobbyverse Crescent Mall. Rồi anh Long bây giờ bất chấp nha mọi người. Anh Long là sẵn sàng đọc luôn cái chi tiết nha. Rồi thì hôm nay mình đang có mặt ở cái bên cái sự kiện của Fiesta. Đúng rồi, gặp được anh Long bên phía Hobbyverse đó, thì được anh Long tư vấn rất là nhiệt tình luôn. Mọi người có muốn mua những sản phẩm về Lego Bob Lego Bob Mac Banresto và Legend Lisa Blayton thì hãy đến cửa hàng Hobbyverse. Rồi ok, vậy chung là cảm ơn anh Long rất nhiệt tình luôn nha mọi người. Mọi người đến ngay cái Hobbyverse kêu anh Long tư vấn. Nhưng mà không phải lúc nào anh cũng tư vấn nha, tại vì anh là chủ nha mọi người. Nhưng mà có ảnh thì kêu anh tư vấn đi, cho anh chai nước đi, kêu anh dắt đi khắp cái cửa hàng, nói năng này kia nọ cho mọi người biết hết tất cả các sản phẩm luôn. Anh Long bước sẵn lòng đúng không Long? Ok, rất sẵn lòng. Nếu mà có anh đó thì anh Long Rồi, cảm ơn anh Long rất nhiều luôn. Ok, cảm ơn em. Em chúc cho Hobbyverse luôn ngày càng mua may bán đắt nha anh Long. Ok. Đó, ngày càng phát triển luôn. Rồi, chúc cho mọi người coi video clip này là luôn tràn đầy sức khỏe nha mọi người. Ok. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Chào mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào anh Long. Ok, bye bye em, cảm ơn em.